Tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm 2024 Giáp Thìn. Năm sinh, năm 1990 Canh Ngọ. Mệnh, lộ bàng thổ, đất bên đường. Tuổi Canh Ngọ là người giỏi giang, dũng mãnh, mang ý chí lớn. Nam mạng gặp sao Thái Âm, hạn Diêm Vương. Nữ mạng gặp sao Thái Bạch, hạn Thiên La. Vậy tử vi sự nghiệp, sức khỏe, tình duyên và tài lộc của tuổi Canh Ngọ vào năm Giáp Thìn 2024 sẽ diễn biến ra sao? Mời quý bạn cùng theo dõi video. Tổng quan tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm 2024. Xem bói tử vi 2024 dự đoán. Cuộc sống của bản mệnh Canh Ngọ có rất nhiều khởi sắc đáng mừng trong năm 2024. Không chỉ công việc suôn sẻ mà đời sống tình cảm gia đình cũng rất hạnh phúc. Các bạn còn độc thân cũng được đào hoa chiếu mệnh, có thể gặp được đối tượng phù hợp về mọi mặt. Chỉ cần bạn đầu tư công sức nhiều hơn là sẽ có một cái kết viên mãn. Một điều cần nhắc nhở bản mệnh Canh Ngọ là nên chú ý thói quen chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Bạn cần cân bằng thu với chi, mua sắm hợp lý và tránh đầu tư một cách mù quáng. Những thói quen xấu về tiền bạc cần phải thay đổi càng sớm càng tốt, kẻo thất thu rất nhanh. Người sinh năm 1990 thuộc tuổi Canh Ngọ có ngũ hành nạp âm bản mệnh là lộ bàng thổ, tức đất đường đi. Trong bát trạch phong thủy, người tuổi này thuộc cung khảm, một trong những phi cung của đông tứ mệnh. Vào năm 2024, tuổi Canh Ngọ 1990 bước sang tuổi 35 tính cả tuổi Mùi. Để suy đoán được vận mệnh trong một năm là tốt hay xấu, ta có thể xem xét mối quan hệ giữa ngũ hành nạp âm, thiên can và địa chi của năm đó với năm tuổi của đương số là năm Canh Ngọ 1990. Theo âm lịch, năm 2024 là năm Giáp Thìn, có ngũ hành nạp âm là kim bạch kim tức, vàng pha bạc. Trong mối quan hệ ngũ hành, hành mệnh thổ của Canh Ngọ tương sinh cho hành kim của năm Giáp Thìn. Xét theo thiên can, canh thuộc kim tương sinh với giáp thuộc thủy. Xét theo địa chi, ngọ nằm trong mối quan hệ bình hòa với tuổi Thìn. Vậy có thể thấy rằng bản mệnh Canh Ngọ trong năm Giáp Thìn, mặc dù là tương sinh nhưng là sinh xuất, tức bản mệnh cần phải cố gắng nỗ lực thì mới có được thành công như mong muốn. Nếu ỷ lại vào vận may trời ban thì khó thành đại sự. Kiên trì với một mục tiêu thì sẽ tạo nên thành tựu vẻ vang. Những vận hạn trong năm Giáp Thìn cũng có thể được khắc chế phần nào. Tóm lại, người tuổi Canh Ngọ nên chuẩn bị ý chí vững mạnh và nghị lực kiên cường để nắm bắt được những cơ hội sắp tới trong năm 2024. Nhờ có tinh thần sắt đá, bản mệnh có thể vượt qua những thách thức và xây dựng được cơ đồ, vị thế. Xem tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm 2024 theo 12 tháng. Tháng 1 âm lịch, đây là tháng công việc kinh doanh làm ăn của người sinh năm 1990 chủ về không được tốt. Sức khỏe có phần kém đi và đi lại cần phải cẩn thận bởi tháng này không thuận. Tháng 2 âm lịch, tử vi tuổi Canh Ngọ năm 2024 cho biết công việc làm ăn của bản mệnh được sự hỗ trợ của quý nhân. Ngoài ra còn có lộc đưa tới về phương diện tiền bạc, nên đây là tháng có thể xuất tiền đầu tư cho công việc. Tháng 3 âm lịch, có sự thay đổi cho công việc làm ăn trong tháng này. Tuy nhiên bản mệnh nên chú ý, công việc làm ăn trong tháng dễ gặp phải những bất lợi về cửa quan. Tháng 4 âm lịch, trong công việc của bản mệnh Canh Ngọ trong tháng 4 khá tốt. Tháng này có nhiều cơ hội thuận lợi để tiến hành mở mang thêm cho công việc làm ăn. Tháng 5 âm lịch, xem tử vi tuổi Canh Ngọ 2024. Đây là tháng tiền bạc chủ về sự hao tán nhiều cho công việc làm ăn buôn bán. Chính vì vậy, trong tháng cần phải có những tính toán kỹ lưỡng liên quan đến chi tiêu tiền bạc. Tháng 6 âm lịch, trong tháng chú ý có người phá hoại liên quan tới công việc, hoặc cũng có thể là những chuyển biến không tích cực đưa tới cho công việc. Tháng 7 âm lịch, đây là tháng bản mệnh ra ngoài cần hết sức chú ý về phương diện sức khỏe.
bởi vì sức khỏe trong tháng này không được tốt, có thể gặp tình trạng ốm đau lâu khỏi. Tháng 8 âm lịch, theo tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 năm 2024, bản mệnh có lộc đưa tới, nên phương diện tiền bạc trong tháng 8 tương đối tốt. Tuy nhiên bản mệnh cần chú ý, trong tháng có thể gặp hạn về sông nước hoặc hạn giao kéo. Tháng 9 âm lịch, tháng này không nên có sự đầu tư liên quan đến công việc làm ăn kinh doanh, hoặc mở rộng thêm mới cho công việc, không gặp được cát lợi như ý. Tháng 10 âm lịch, tình cảm gia đạo của bản mệnh Canh Ngọ tháng này không được thuận hòa, thậm chí còn có nhiều những mâu thuẫn hoặc bất đồng trong gia đạo, ảnh hưởng tới hòa khí. Tháng 11 âm lịch, tử vi Canh Ngọ năm 2024, khuyên bản mệnh tháng này chú ý về lời ăn tiếng nói, có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống hoặc chính sự phát triển của công việc. Ngoài ra cũng có sự tiêu pha về tiền bạc nhiều. Tháng 12 âm lịch, tháng cuối năm mọi chuyện làm ăn của bản mệnh cơ bản bình thường, không có thay đổi nào đáng lo nghĩ. Bên cạnh đó còn có những tin vui may đưa tới. Về mặt sự nghiệp, trong năm 2024, thành công trong sự nghiệp của mệnh chủ Canh Ngọ 1990 phụ thuộc rất nhiều vào sự cố gắng từ chính bản thân. Xét theo phong thủy, đây là năm sinh xuất, nên quý bạn phải nghiêm túc dồn sức cho công việc thì mới thu được kết quả tốt. Chỉ cần một chút lờ đễnh thì có thể gây ra những sai sót không đáng có trong quá trình làm việc. Để nâng cao hiệu suất công việc, người tuổi Canh Ngọ không nên để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tâm trạng. Các hoạt động thể thao, du lịch có thể mang đến cho quý bạn nhiều năng lượng tích cực và nguồn cảm hứng sáng tạo. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần giữ thái độ cầu thị, hòa nhã nơi công sở, nên kiềm chế tính cách nóng nảy để tránh gây ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bản mệnh Canh Ngọ làm kinh doanh buôn bán cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng, đặc biệt là vấn đề quản lý tài chính. Quý bạn nên cẩn trọng trước những cơ hội làm ăn mạo hiểm và phải suy tính thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra các quyết định quan trọng. Về mặt tài vận, tình hình tài chính của tuổi Canh Ngọ trong năm 2024 ở mức bình thường, không có gì đặc biệt. Vì công việc không gặp phải quá nhiều thay đổi, nên nguồn thu nhập vẫn cực kỳ ổn định. Chính vì thế, quý bạn không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc trong năm Giáp Thìn 2024 này. Tuy nhiên, trong năm có thể sẽ chi tiêu nhiều hơn bình thường. Nguyên nhân khiến Canh Ngọ vung tay quá trán có thể là mua nhà, mua xe, hoặc chỉ đơn giản là mua sắm quần áo, đồ ăn. Vậy nên quý bạn thường không tiết kiệm được khoản tiền đáng kể nào. Để tránh rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, thì nên học cách quản lý chặt chẽ tài chính cá nhân. Về mặt tình cảm, chuyện tình cảm của người tuổi Canh Ngọ có thể gặp phải một số vấn đề trục trặc nhỏ trong năm 2024. Bản mệnh nên học cách cân bằng khéo léo giữa tình yêu và sự nghiệp. Dù có bận rộn với công việc đến mấy thì vẫn nên dành thời gian tâm sự, trò chuyện với người yêu hoặc những người thân trong gia đình. Như vậy có thể dễ dàng hóa giải được những vận hạn liên quan đến gia đạo. Đối với người tuổi Canh Ngọ vẫn độc thân thì cần vượt qua nhiều rào cản để chinh phục trái tim một người. Sự chủ động, nhiệt tình sẽ là chìa khóa giúp mở cửa trái tim của đối phương. Chỉ cần kiên trì, quý bạn sẽ được hưởng hạnh phúc viên mãn bên người bạn tình tri kỷ. Về mặt sức khỏe, vận trình sức khỏe của người tuổi Canh Ngọ trong năm 2024 có phần hơi kém so với những năm trước. Lao lực vì làm việc quá sức có thể là nguyên nhân chính khiến quý bạn dễ đau ốm. Trong thời gian này, bản mệnh cũng đặc biệt nhạy cảm với những áp lực của cuộc sống. Để nâng cao sức đề kháng, quý bạn nên chăm chỉ rèn luyện thể thao và thực hiện chế độ ăn uống, nghỉ ngơi khoa học. Ngoài ra, việc giải tỏa tinh thần bằng những suy nghĩ tích cực là điều rất cần thiết. Xét tổng quan tử vi tuổi Canh Ngọ 1990 năm 2024, mặt sức khỏe khá tốt, không mắc bệnh tật nghiêm trọng, có ốm đau cũng dễ gặp thầy gặp thuốc mà mau lành. Tuy nhiên luôn có bạch hổ hung tinh rình rập,
cảnh báo tuổi Canh Ngọ 1990 vấn đề đi lại, đề phòng họa huyết quang, tai nạn xe cộ hoặc bị vật nhọn đâm phải, gây chảy máu, thương tổn. Ngoài ra, bản mệnh chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến tim mạch, nhất là vào các tháng 4, 5 và 6 âm lịch. Đồng thời nên hạn chế sử dụng rượu, bia, thuốc lá, những tác nhân khiến những ai đã sẵn bệnh nền ngày càng suy yếu. Nữ mệnh tuổi Canh Ngọ 1990, chú ý các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa như chứng đau dạ dày, tiêu hóa kém, đầy bụng. Vừa rồi, chúng tôi đã cung cấp cho quý vị những thông tin bổ ích về tử vi quý bạn tuổi Canh Ngọ 1990 trong năm 2024 Giáp Thìn. Để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn nữa, quý vị hãy nhấn like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo về kênh. Nếu có thắc mắc về các vấn đề liên quan, quý vị vui lòng để lại bình luận phía dưới. Rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn.